thử không? Thử không Hiệp? Thử nha. Hey. Oh. How you doing? Yeah, I'm fine. Thank you. How are you today? Good, very good. Happy July 4. Happy July 4. Yeah, ngon không? Ngon không? Lần đầu em đến đây nè. Em ở đâu? Em ở Oklahoma. Ủa, từ Oklahoma đến đây 2 tiếng mấy không? Mười tiếng. Mà anh biết sao không? Em có coi chương trình anh hoài à. Vì em coi chương trình của anh em mới đến đây em ăn nè. Dạ. Yeah. Để con chụp hình. Thảo, ở ngoài nhìn anh trẻ quá anh Thảo. I know. Dạ. Yeah. Chú Thảo, anh hơn đâu? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Anh Thảo, em chụp hình với anh được không? Dạ được, dạ được. Dạ được. Được. Dạ. Để vô trong nghe, vô trong đi, vô trong ngồi ăn đi, ngồi ăn đi. Đi ngồi ăn. Có biết ăn không? Dạ. Ăn, dạ. Để chụp hình đi các, dạ. Ủa đừng ăn 10 măng kiến nữa. Rồi, 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 ai chụp? Đây, bên đây, bên đây, bên đây, dạ. Chưa một nắm mở kiến nè, em diện lắm đấy. Ok, ok. Phải lái xe tới 10 tiếng luôn hả? Dạ 10 tiếng. Wow. Hồi đi hồi 11 giờ khuya. Rồi tới 9 giờ sáng mới tới đây. Rồi bây giờ lái rồi bây giờ lái về luôn. Thôi em còn ở chơi ngày mai ngày mốt mới về lại. Ok. Wow. Nhờ vô chụp hết đi, chụp hết đi. Nhờ người khác, nhờ người trong tiệm. Đi ra đi nhà ốc, đi ra đi nhà này. Có ai chụp nhìn cái. Đây chuyện mình là số mấy thưa Thảo? 577. Nha, mà nhớ một điều đó. Cái chuyện mình là 577 nếu coi rồi đó. Thì đi qua bên này là Ocean Palace. Dạ. Nếu ăn dinner từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm được discount 30%. Ồ vậy tí. Dạ. Tí chưa có, chưa được. Gì nào? Sao cái chuyện mình lại lên ngày mai. Ồ vậy hả? Mai rồi kìa. Nhìn bên đây. Dạ. Wow, they came from Oklahoma. Wow, 10 hours driving. That's far. Wow. Thank you so much. Thank you. Rồi rồi, tự nhiên. Ăn cho ngon, ăn cho ngon nha. Yeah. Okay. Hi. Anh có thể order crawfish được không? Được chứ. Em là làm gì ở trong này? Manager tên em? Tên Yến. Tên Yến, chào em Yến. Thí dụ anh thu hình để nhằm giới thiệu cho người Việt Nam khắp nơi khi đến với Hồng Kông Mall, Hồng Kông City Mall. Okay. Họ biết được ở đây có crawfish chưa ăn được không? Được chứ. Ok, good. Anh ngồi đâu? Dạ, anh ngồi đây. Được ha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Em có thể cho anh biết mình nên ăn những cái gì không? Ở này có cái gì ngon? Ở đây bán nhiều nhất là cái crawfish, cái mùi crawfish để bán nhiều nhất là cái bơ tỏi. Ở đây cũng có crawfish bán chung với nó đấy. Ok. Thôi bây giờ cái gì ngon em làm cho anh một pound được không? Một pound ăn cho biết. Một pound thôi à? Hai, dạ. Hai pound. Không, có một mình anh ăn à? Okay. Với là anh không có ăn nhiều, ăn thử cho biết đó. Ok, một pound. Một pound crawfish, rồi còn cái gì nữa? Crawfish thì có nhiều mùi lắm, anh nhìn ở đây anh có nhiều mùi lắm. Uh-huh. Có original cajun, có kicking cajun, garlic butter, lemon pepper tức là chanh tiêu, Thái basil là cái lá quế, the mix là chung là bơ tỏi tiêu chanh. Theo em ở đây thì cái gì người ta thích ăn nhất? Cái bơ tỏi chung với cái lá quế thì một pound, mình làm một pound bơ tỏi, một pound lá quế hả? Ok. Ok. Rồi. Có mua thêm khoai bắp xúc xích. Nhiều quá thì phải khỏi ăn thử cái crawfish thôi. Dạ, cái đó nhiều quá ăn không hết. Dạ. Ok. Rồi. Ok. Với ở đây cơm chiên cũng ngon. Có cơm chiên, có cánh gà. Uh-huh. Uh-huh. Có cổ cánh gà tây cũng ngon lắm. Wow, cổ cánh gà tây có đó hơi lạ đó. Được chứ. ăn thử cổ cánh gà tây. Cái đó yeah. Muốn cây hay muốn cây vừa hay cây vừa thôi, cây vừa thôi. Ok. Rồi, thì khi ăn crawfish ở đây thường thường người ta uống với cái gì? Uống chung với bia. Bia gì? Có bia Dostaki là bia Mỹ. Uh-huh. Với Corona. Corona. Corona, hai cái đó là bán nhiều nhất. Rồi, uống theo em thì theo Yến thì Corona hay là cái loại kia? Loại kia nó biết tên luôn đó. Dostaki. 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 Chưa biết luôn. Corona. Corona. Hay là thử loại kia đi cho biết. Dostaki. Nhá. Okay. Dạ. Cái đó bia Mỹ. Rồi, dạ. Okay. Rồi vậy nha. Ok. Ăn thử bao nhiêu đó đi. Ok. Rồi cảm ơn em. Uống nước không anh? Uống bia được rồi. Dạ.
Ok, bây giờ mình ăn thử nha. Ăn thử cái crawfish để coi biết cái mùi vị như thế nào. Và nếu có dịp thì mọi người khi đến đây có thể biết rằng ngoài những thức ăn Việt Nam nè, thức ăn Hoa nè, còn có cái món ăn của không biết dùng chữ truyền thống được hay không, nhưng mà nó là một trong những cái nét độc đáo của Louisiana, của crawfish nha, cái món ăn của người Mỹ ở đây. Thì mình ăn nhớ nha, ở đây nó nằm kế ngay chỗ Ocean Palace. Thì sau khi ăn lại là mình qua đó mình ăn dinner là được rồi đó. Và xin nhắc lại một điều như Việt Thảo đã nói, nếu sau khi xem cái chuyện mới lệ 577 này rồi mà mình đến Ocean Palace ngay trong Hồng Kông City Mall mà mình ăn từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm, coi như ăn dinner, thì sẽ được discount 30%. Nhưng phải nói, đến là mình phải nói người ta biết trước liền, à tôi đến hôm nay tôi ăn, tôi có thấy cái video xem cái chuyện bên lề 577 với Việt Thảo nói về Ocean Palace, tôi muốn được discount 30%, thì người ta sẽ chấp nhận. Còn nếu mình không nói nha, mình ăn tới cuối cùng rồi mình đứng gì mình nói tôi muốn discount, người ta không có discount nha, phải nói trước nhé. Ok, bây giờ chờ để các bạn thấy Việt Thảo ăn và cùng thèm với Việt Thảo crawfish ngày hôm nay. Bữa nay không cái món này tránh nha, đi tình cờ thấy mình ăn thử. Dạ. Yeah. Oh good. Cái này là uống giống như Corolla. Dos Equis. Dos Equis. Cái này là bơ hả? Dạ, bơ. Bơ trắng. Ketchup. Ủa, tưởng là bơ vàng. Bơ vàng, bơ trắng. Có cái yến. Ketchup, cái yến. Dạ. Cho nó bơ vàng. Không sao đâu, ăn luôn. Không cần, vô luôn. Ăn cho dơ mà. Ok. Rồi cảm ơn. Rồi của em đâu? Manager được uống không? No. Em ở đây bao lâu rồi? Làm ở đây á. Uh-huh. Khoảng 5 rưỡi. Còn cái tiệm mở bao lâu rồi? 4-5 rưỡi. Wow. Khách đông phải không? Khách trẻ nhiều. Dạ. Khách trẻ nhiều. Có mấy người college student. Wow. Dạ. Thích quá. Dạ, cảm ơn em Yến. Đó là manager của tiệm. Thực ra giới trẻ bây giờ rất thích cái crawfish. Mà nghe người ta nói hình như ở Việt Nam cái crawfish lại chưa được thông dụng lắm. Thả nghiệp. Nghe nói thôi. À không cho vô hả? Oh, hình như sợ phá hoại mùa màng, sợ cái con crawfish. Dạ. Ngon. Ngon. Có chanh vô. Chanh á. Có chanh vô rồi. Hình như em có thoa chút xíu muối trên phải không? Thêm muối hả? Không, có chút muối phải không? Có muối. Cái này hồi nãy có để muối không? Theo tao nói nó mặn mặn ngon. Dạ. Đi mệt rồi uống một chai bia, uống hớp vô là đã liền. Wow, đây là cái gì? Cánh bộ. À, cổ neck của con turkey. Wow. Là mình ăn giống như súp ăn bánh mì. Em có biết lần đầu tiên anh Thảo ăn món này không? Thiệt hả? Dạ. Ngon lắm á. Cái này là mình luộc 4 tiếng rưỡi cho nó mềm. À hả. Coi như là hầm 4 tiếng. Dạ. 4 tiếng rưỡi. Dạ. Mời em, cảm ơn nha. Ăn không? Ăn với anh Thảo không? Nghe em các bạn, hầm 4 tiếng rưỡi á. Cay nghe không? Có giỡn nghe không? Có giỡn nghe không? Ngon ạ. Ngon. Chà. Hôm lần đầu tiên ăn nghe ngon chứ không có giỡn à. Cái bánh mì ăn chấm với nước súp này. Nó giống như bây giờ lagu gà hay là cà ri gà đi. Nhưng mà cái này nấu cái kiểu này là kiểu gì không biết. Nó kêu bằng cổ con gà tây thôi à. Ui chà cay á.
nó mặn nha, đậm đà trong miệng chứ không có phải lạc nha. Thường thường đó, chúng ta ăn cái cổ con gà thì nó nhỏ lắm, cầm mình ăn có chút xíu à, nhưng mà nó rất béo, nhiều người thích ăn cái cổ. Coi cổ gà tây nó bự dễ sợ không? Thịt cũng nhiều lắm. Được, món này lạ mà ngon đó Hiệp. À, cay á. Ăn cái này tự nhiên nhớ hồi mới qua Mỹ. Lúc đó mình đi chợ, lựa cái gì rẻ để mà mua mà ăn. Thì gà rẻ nhất. Mà không biết sao lần đó nó bán ở trong những cái bịch như thế này nha, cục ba lớn đây nè, khoảng 6 cục, 8 cục trong một cái bịch, mà nó rẻ lắm, có 29 sen. Trời đất ơi, 6 cục bự gì mà 29 sen giòm. Thì lúc đó mình nó biết là turkey, mà cái phần nào, cái phao câu. Cái phao câu là cái phần đít của con gà tây, cục bự vậy nè, 6 cục gì có 29 sen quá rẻ. Trời ơi, đem về luộc ăn cũng ngon, kho ăn cũng ngon, rồi đem nướng ăn cũng ngon, mà nó mỡ, mà nó thịt nó béo, nó ngon vô cùng. Mà sao lại đi kiếm không thấy à. Ngày hôm nay ăn cái cổ con gà tây rồi mới nhớ lại cái mấy mươi năm về trước mình đi ăn cái phao câu gà tây, đi mua ở chợ 29 sen. Các bạn biết gà tây phải không? Gà lôi đó. Ngon đó. Ngon lắm. Nghe khi đến đây nhớ ăn cái món này ngon. Ồ, Hiệp ăn món này hồi nào chưa? Ồ, thử không? Thử miếng không? Chút ha. Ồ, da. Con cái nói trước các bạn nha, cái này là chưa có cay nha, vừa nha. Còn cay nữa mà đã cay lắm rồi đó. Ok, mình chờ mình ăn món kế. Dạ. Yeah. Ngon, ngon lắm. Trời, cái này là cầm lên cạp là đã đời luôn đó nha. Thịt nhiều lắm luôn á. Ngon lắm. Ok, chờ cái món kế. Wow. Này bơ tỏi ha. Ok. Ôi, nãy quên chụp hình rồi. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn. Dạ. Chụp quên cái chụp cái này lại. Ok. Cây này là tỏi nè. À, một phao. Lau quế. Ok. Đây là crawfish bơ tỏi nha. Garlic butter. Còn cái này là thái gì đó không biết. Crawfish với lại cái lá quế. Nhưng mà có điều biết chắc chắn rằng đây không phải là hai cái sản phẩm nguyên thủy original của Louisiana. Ở bên Louisiana không có làm bơ tỏi nhiều như vậy, hay là làm lá quế như thế này. Đây là một sự chế biến lại theo cái công thức mới của mỗi miền, và đặc biệt ở Texas, ở tại Houston và ở tại Hồng Kông Ngò, ở đây các crawfish để chế biến lại. Thử coi. Này phải bóc thôi, phải bóc thôi. Yep. Mặn mòi, đậm đà ngon. Yep. Chứ không có lạc. Mặn. Cái này ăn uống bia đã luôn đó. Tỏi thơm. Yep. Ngon. Cái này đang ăn đủ ngay nha. Đây là một phao nha.
Một người có thể ăn 10 pound các bạn tin không? Ngon tới mức độ đó, ăn đã lắm. Đó bây giờ là bắt trứng ăn luôn nè. Cái chỗ này đó nghe, nó thấm, nhai cái chỗ này mới đã. Mình có thể làm nè, nặng chanh vô, ăn cho nó chua cũng được. Ngâm bánh mì cũng ngon á, chấm vô. Không có nước. Bự ghê không? Yes. Ngon. Cái độ mặn hơn cái original của Louisiana. Nhưng có được một cái là nó thơm hơn ở chỗ là tỏi nhiều. Tỏi này hộp cục bự bự nha. Bên Louisiana không có làm tỏi giống nhiều như vậy. Bây giờ thử cái quế. Nó không có thơm, nó không có thơm mùi bơ tỏi. Đương nhiên nó không phải bơ tỏi mà là quê. Để thử cái bên ngoài á, bên ngoài mình mới biết cái hương vị của nó. Nó ngọt hơn là cái bơ tỏi, nó ngọt hơn bơ tỏi. Nó thơm cái mùi quế, chứ nó không có béo cái mùi bơ. Wow. Các bạn muốn nghe sự thật không? Việt Thảo nói nha, sự thật nha. Đến Houston nên đến ăn đi. Crawfish, mỗi một tiệm nó có cái hương vị, có cái nét độc đáo riêng của nó. Do cái gia vị, do cái seasoning. Riêng tiệm này đó, tôi phải dùng cái chữ là mặn mòi. Mặn mòi nó không phải là mặn chát, nhưng mà cái seasoning nó đậm đà lắm, cho nên ăn nó đã cái miệng, uống bia nó mới ngon, chứ không phải lạc. Nhưng mà ngon nha, hương vị đậm đà ngon lắm. Giữa hai cái, Dược Thảo khoái bơ tỏi hơn, là tại vì nè, nó đóng trên này cục tỏi không à, quốc đã lắm. Thiệt là ngon. Con lớn là còn con nhỏ là cắn nguyên à. Nó đã gì đâu. Ok, good. Hồi nãy mình kêu cái gì ha? Kêu crawfish với lại nát thôi vào hết rồi phải không? Ok, đủ rồi.
nhiều lắm nha các bạn, đủ hết nha. Có cả oyster, có cả crab, blue crab, có ghẹ, có cua, có cá. Cho nên các bạn khi đến với Hồng Kông City Mall ở tại Houston, nhớ kế bên Ocean Palace Restaurant nó có một cái tiệm crawfish giống như Việt Thảo đang bây giờ, nên đến thử, ngon nha. Rồi, bây giờ Việt Thảo đi qua bên Ocean Palace để ăn dinner, tức là những món ăn đặc biệt dành cho bữa ăn tối, và đặc biệt là có những cái món dùng cho bữa tiệc cưới. Và xin nhắc lại, trong chốc lát nữa khi Việt Thảo ăn thì các bạn coi thấy, không phải vấn đề thèm không, mà coi có những món Việt Thảo chọn ăn là những món gì, để chúng ta đến có thể không cần chọn lựa nữa, cứ ăn theo giống Việt Thảo cũng được. Và nhớ một điều, phải nói là đã xem chuyện Minh Lê 577 khi vào cho người ta biết để được discount 30% trong suốt 3 tháng hè này ở tại Houston, Texas. Nhớ nghe, 30% nhiều lắm nha các bạn. Ok, mình qua Ocean Palace để mình ăn dinner. Yeah. Ok, để đi tính tiền. Phải đi tính tiền. Được. Cái gì chứ, nước bia rửa tay đã. Cho anh tính tiền. Over here. Tính tiền ở đâu em? Dạ. Anh ăn bánh gì? Hả? Được, được, được. Không sao, không sao. Chuyện nhỏ. Tại vì anh Kiệt anh mới được. Anh Kiệt nó khỏi. Khỏi tính tiền hả? Dạ. Không sao, tính bình thường để mình biết nó lại giá bao nhiêu được mà. Ok. Nhưng cái... Dạ. Ok. Cái người chủ nhân đó, người ta không có muốn tính tiền. Nha. Coi như mời mình ăn, nhưng mà mình muốn tính tiền để coi biết cái giá cả là bao nhiêu. Thực ra vấn đề là cái số tiền để cho một bữa ăn như gì đó, đối với Việt Thảo nó cũng không quan trọng, đối với người chủ tiệm nó không là bao hết. Vẫn có thể mời ăn được mà mình trả vẫn được, nhưng mà muốn trả để cho thấy cái số tiền nó là bao nhiêu. Cái cách ở Mỹ đó, khi mình ăn mình trả rồi thì tiền tiếp mình cầm như thế nào chẳng hạn nhé. Dạ, để anh hướng dẫn mọi người cái cách trả tiền luôn. Đúng sao? Như vậy đó, tổng cộng ở đây là... Dạ, như vậy ở đây là cái một bao crawfish mà garlic butter đó là 7.99 đồng. Một bao crawfish Thái basil, tức là lá quế đó, là 7.99 đồng. Cái turkey neck là cổ turkey 5.99 đồng. Một cái dosi kiss là 4 đồng, cái bia là 4 đồng. Tổng cộng là 25.97 đồng. Cái sales tax là cái tiền thuế đó, của chính phủ là 2.15 đồng. Tổng cộng 28.12 đồng. Bây giờ ở đây nó chia nè, cái gratuity, tức là cái tiền tip đó, tiền cho người service, nó chia làm 3 loại. Ví dụ mình muốn cho 15% hay là 18%, 20%, thì ở đây có ghi tiền rõ nè, 15% là 3.90 đồng, 18% là 4.69 đồng, hay là 20%. Thì bây giờ đó, cái đó quyền của mình thôi. Bây giờ mình chọn 20%, tức là 5.19 đồng, thì mình cộng vào đây. 20% là 5.19 đồng, cộng vô gratuity là 5.19 đồng. Cộng ở đây là 1 giữa con 1, 3, 28 với 5 là 33. Nó là 33 đồng 31 cent, ký tên. Yeah. Đó, như vậy đó các bạn. Thấy không? Nó đơn giản thôi. Mình dùng card thì ở đây nó có cho ra mình biết cái món đó là bao nhiêu tiền, cho biết luôn cái tiền tiếp, gọi là gratuity nhé. Là gratuity. Thì chia ra phần trăm 15 hay 18 hay 20, nó có 3 hạng mục đó, mình muốn chọn cái nào cũng được. Và cấm cộng số tiền chỉ có vậy thôi. Ok. Cảm ơn Yến rất nhiều cưng. Yeah. Thank you so much. Yeah. Yeah. Hope see you later. Okay. Thank you. Okay, mình đi qua Ocean Palace ăn dinner. Yeah. Các bạn ơi, nhìn ngay góc này, đây, right here. Yeah, chỗ này. Ngay cái góc này các bạn thấy cái dấu không? Chữ subscribe màu đỏ hay là chữ đăng ký bằng tiếng Việt. Các bạn chỉ cần click con chuột vào đó, nhấp con chuột vào chỗ đó, nghe, thì lập tức nó sẽ chuyển bạn đến một cái trang nhà của Việt Thảo.
đó là channel YouTube của Việt Thảo nha. Ở nơi đó có cái chữ subscribe hay là đăng ký bằng tiếng Việt. Bạn nhấp con chuột vào đó hay là click vào đó thì lập tức coi như bạn đã đăng ký xong. Để làm gì? Để khi tất cả những video clip, chương trình chuyển bên lề hay cái gì của Việt Thảo khi mà đăng lên trên YouTube, lập tức nó sẽ báo cho bạn biết ngay. Có thể qua điện thoại, qua email hay ngay trong cái channel YouTube của bạn để biết rằng MC Việt Thảo vừa post lên một cái video clip mới để cho bạn coi. Bạn khỏi cần phải chờ đợi tìm hiểu gì cả nhé. Các bạn nhất là các bạn đang xem những chuyển bên lề của Việt Thảo trên Facebook, là trên Facebook. Nhiều khi các bạn không có biết là nó ở trên YouTube. Cho nên các bạn muốn vào xem chuyện bên lề hay những video clip khác của Việt Thảo trên channel YouTube của Việt Thảo, các bạn vào địa chỉ youtube.com/mcvietthao là các bạn có tất cả những cái gì các bạn muốn coi về Việt Thảo. Không cần phải chờ đợi, không cần phải tìm kiếm, chỉ cần click vào cái subscribe right here. Yeah, ngay chỗ này, nghe cái dấu đỏ đó hay là đăng ký thì các bạn lập tức coi như hưởng được cái chế độ, cái quyền lợi của bạn là tất cả những cái gì Việt Thảo post lên là các bạn đều được báo ngay. Ok, đến với channel Việt Thảo youtube.com/mcvietthao để coi hết tất cả những cái gì của Việt Thảo post lên cho mọi người cùng xem. Và click vào subscribe hay là đăng ký nha, ngay cái dấu đỏ này này, ngay chỗ này đó, thì nó sẽ đưa vào trang nhà của Việt Thảo để các bạn có cái dấu subscribe khác hay đăng ký khác, click vào đó để chi, để các bạn có cái quyền lợi được thông báo khi có những video clip mới của Việt Thảo. Nhớ nghe các bạn, Việt Thảo sẽ post cái video clip này, giới thiệu về cái subscribe hay đăng ký này mỗi ngày trên Facebook để cho những bạn nào chưa có dịp và chưa biết đến để subscribe hay là đăng ký để hưởng được cái quyền lợi đó. Ok, thank you and I love you. Nhớ subscribe hay là đăng ký right here. Yes, cái nút đỏ nhỏ xíu thấy không? Đây, yes, right here. Ok, mwah.